Chào các em, ngày hôm nay cô và các em sẽ đi vào tiết 43 của chương trình. Ở tiết này, chúng ta sẽ học hai nội dung. Một, đó là tiết thứ ba của phân môn nhảy cao. Hai, chúng ta sẽ tiếp tục học mới bài võ cổ truyền. Để chuẩn bị cho tiết học này, các em hãy chọn cho cô một sân tập sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo an toàn cho việc tập luyện. Dụng cụ, chuẩn bị cho cô một sợi dây thun căng ngang. Có chiều cao từ mặt đất lên sợi dây khoảng 0,5 mét. Về nội dung bài học. 1. Nhảy cao. Ôn kỹ thuật chạy đà. Đặt chân vào điểm dậm nhảy đá lăn. 2. Học mới kỹ thuật qua xà và tiếp đất. Hai nhỏ, võ cổ truyền. Ôn 6 động tác của bài quyền. Từ động tác số 7 đến động tác số 12. Học 6 động tác của bài quyền. Từ động tác số 13 đến động tác số 18. Về yêu cầu của bài học. 1. Kiến thức. Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy đà. Đặt chân vào điểm dậm nhảy đá lăn. Biết cách thực hiện 6 động tác của bài quyền. Từ số 7 đến số 12. Biết tên và cách thực hiện kỹ thuật qua xà và tiếp đất. Biết tên và cách thực hiện 6 động tác của bài quyền từ 13 đến 18. 2. Kỹ năng. Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật chạy đà. Đặt chân vào điểm dậm nhảy đá lăn. Thực hiện được kỹ thuật qua xà và tiếp đất. Thực hiện được bài võ cổ truyền từ động tác số 7 đến động tác số 18. 3. Thái độ. Tự giác, tích cực học môn thể dục, đặc biệt là vào mỗi buổi sáng sớm. Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tự giác rèn luyện các kỹ năng, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thân thể, ý thức việc đảm bảo an toàn trong tập luyện. Sau đây, cô và các em sẽ đi vào phần khởi động. Chúng ta sẽ có khởi động chung, gồm 8 động tác. Các em sẽ thực hiện cho cô 2 lần 8 nhịp trên một động tác. Về khởi động chuyên môn, động tác đá lăn trước, mỗi bên 5 lần. Động tác đá lăn trước sau, mỗi bên 5 lần. Bật nhảy lên cao bằng 2 chân, 10 nhịp trên một lần. Bây giờ các em sẽ thực hiện khởi động theo hướng dẫn.
Sau đây, cô và các em sẽ đi vào nội dung đầu tiên của bài học. Nội dung 1, nhảy cao. A lớn, ô, kỹ thuật chạy đà. Đặt chân vào điểm dậm nhảy đá lăn. Các em sẽ thực hiện cho cô phối hợp chạy đà, đặt chân vào điểm dậm nhảy, một bước đá lăn. Các em hãy quan sát video hướng dẫn. Ta hãy quan sát lại một lần nữa. Tiếp theo, các em thực hiện cho cô phối hợp chạy đà 3 bước dậm nhảy đá lăn. Chúng ta hãy cùng quan sát lại một lần nữa. Tiếp theo, cô và các em sẽ đi vào phần B học mới, kỹ thuật va xà và tiếp đất. Đầu tiên, để thực hiện kỹ thuật này, cô sẽ mô phỏng kỹ thuật va xà. Các em hãy quan sát chân và lắng nghe cô hướng dẫn. Tư thế chuẩn bị ở tư thế số 1. Đứng ở tư thế bước đà cuối trước khi dậm nhảy. Thân người chết so với xà. Động tác số 2. Đá chân lăn từ sau ra trước lên cao. Đồng thời hơi ngã thân trên về trước và đánh mạnh hai tay từ sau về trước lên cao. Khi lăn chân gần đến đỉnh cao, thì hất vòng quay xà và chuyển mông cùng bên sang phía bên kia xà, rồi đặt chân chạm đất bằng cả bàn chân. Đó là động tác số 3. Tiếp theo, động tác số 4. Dồn trọng tâm vào chân lăn, đá mạnh chân dậm nhảy lên cao hoặc vòng qua xà, đồng thời chuyển toàn bộ thân người sang bên kia xà thành tư thế đứng thẳng. Các em sẽ thực hiện với mức xà khoảng 0,5 mét như ở đầu bài cô đã nói. Khi thực hiện động tác quay xà thành thục thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện chạy đà, dậm nhảy và mô phỏng kỹ thuật quan xà. Giai đoạn trên không hay còn gọi là quan xà. Giai đoạn trên không bắt đầu khi chân dậm nhảy rời khỏi mặt đất. Người đang bay lên cao, chân đá lăn duỗi về phía trước, chân dậm nhảy duỗi chết xuống dưới phía sau. Hình ảnh số 2 và số 3. Khi bay gần đến điểm cao nhất thì gập thân, tay cùng bên với chân lăn duỗi về trước, phối hợp với hất chân lăn theo một vòng cung quan xà. Hình ảnh số 4, số 5. Cùng với lúc chân lăn quan xà, nhanh chóng co chân dậm nhảy, sau đó đá mặt lên cao ra trước. Tiếp theo, hơi xoay người lại phía xà, thấp mặt chân dậm nhảy và mông cùng bên, đi theo một vòng cung quan xà. Hình ảnh số 5 và số 6. Hai tay phối hợp tự nhiên, nhưng hướng đi cao hơn tầm xà để không đập tay vào xà. Hình ảnh số 6, số 7. Các em vừa quan sát tranh, chúng ta vừa đọc kiến thức. Hai nhỏ, giai đoạn tiếp đất. Sau khi quay xà, chân đá lăn chủ động
tiếp đất trước, bằng nửa trước bàn chân, hay cả bàn. Sau đó đến chân dập nhảy tiếp đất, cả hai chân cùng chùng gối để giảm chấn động. Khi nhảy ở các bức xạ cao, có thể tiếp đất bằng hai chân cùng một lúc. Trong hình ảnh, giai đoạn số 5 là giai đoạn chúng ta bắt đầu tiếp đất, chạm đất bằng nửa trước bàn chân. Các em cũng có thể chạm bằng cả bàn chân. Nhớ phải chùng hai gối, giảm chấn động cho đầu gối, tránh bị chấn thương. Sau đây các em hãy cùng cô quan sát giai đoạn quan xà và tiếp đất. Nhớ phải chùng gối khi tiếp đất. Các em hãy xem lại một lần nữa. Quan sát thật kỹ. Vậy là cô và trò chúng ta vừa kết thúc nội dung đầu tiên, nhảy cao. Sau đây chúng ta sẽ sang nội dung thứ hai, đó là võ cổ truyền. Đầu tiên, trong nội dung này, cô và các em sẽ ôn 6 động tác của bài quyền, từ động tác số 7 đến động tác số 12. Ở nhà các em có tập luyện không nào? Bây giờ chúng ta hãy quan sát lại một lần nữa và thực hiện theo hướng dẫn cho cô. Đảo mũi tấm phải, gạt cao trái, đấm úp phải. 8. Trung bình tấn, đấm vòng phải. 9. Trảo mã tấn trái, xoay nghịch thuận, đấm nắp trái. 10. Đinh tấn trái, gạt trái, đấm phải. 11. Trảo mã tấn trái, gạt cao phải, đấm úp trái. 12. Trung bình tấn, đấm vòng phải. 8 video hướng dẫn. Bây giờ chúng ta hãy cùng ôn lại từ động tác số 7 đến động tác số 12. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào học mới từ động tác số 13 đến động tác số 18. Động tác số 13, đinh tấn phải, đấm úp phải, chặt đao trái. 14, đinh tấn trái, đấm úp trái, chặt đao phải. 15. Xoay người, trung bình tấn, đấm hai tay. 16. Trảo mã tấn phải, đánh trỏ phải ngang. 17. Trảo mã tấn trái, đánh trỏ trái ngang. 18. Tọa quy tấn phải, cắm trỏ trái. Sau đây là video hướng dẫn. Chúng ta sẽ thực hiện theo hướng dẫn các em quan sát. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Chúng ta quan sát lại một lần nữa. 13, 14, 15, 16, 17. Chúng ta quan sát động tác số 13 đến 18 theo một hướng khác. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Các em quan sát lại một lần nữa. 13, 14, 15, 16, 17. Nếu phần nào chưa hiểu, các em có thể mở lại video hướng dẫn để chúng ta thực hiện cách dễ hơn. Sau đây là đến phần bài tập thể lực
hỗ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Chúng ta sẽ thực hiện 3 bài tập. 1. Đứng lên ngồi xuống trên một chân. 2. Bật nhảy tại chỗ bằng 2 chân. 3. Nhảy dây bằng 1 hoặc 2 chân. Bài tập này ở tiết trước chúng ta đã học. Bây giờ các em thực hiện cho cô. Tùy vào sức mình. Cố gắng chúng ta thực hiện càng nhiều càng tốt để tăng sức khỏe cho bản thân và tăng độ dẻo dai cho cơ thể, đặc biệt là đôi chân. Sau khi tập luyện mệt mỏi thì các em nên thực hiện bài thả lỏng này. Chúng ta sẽ thả lỏng một cách tích cực và nghiêm túc. Bài tập số 1. Rũ tay, cúi người, hai tay buông thõng. Các em có thể lắc nhẹ tay, kết hợp hít thở. Bài tập số 2. Dang rộng hai chân, lắc bắp đùi. Nó sẽ giúp cho các em giãn cơ và chúng ta sẽ không bị đau hai cơ đùi. Bài tập số 3. Ngồi chống tay phía sau, rung bắp cẳng chân. Các em thực hiện và thả lỏng khi nào? Nhớ thả lỏng thật tích cực vào. Về thường bài tập hàng ngày. 1. Tập luyện. Các em sẽ ôn cho cô bài võ cổ truyền từ động tác 1 đến 18. Các bài tập thể lực hỗ trợ nhảy cao, chạy bền tại chỗ hoặc xung quanh nhà. 2. Quay video thực hiện bài võ cổ truyền, cách chạy đà, cách qua xà và tiếp đất, gửi về cho giáo viên qua Zalo hoặc mail. Nhớ khi tập luyện các em phải chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân. Bên dưới là địa chỉ Zalo và mail của cô. Khi quay thực hiện bài tập xong, các em có thể gửi về cho cô. Tiết học của chúng ta hôm nay là kết thúc.